Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Có Quan Tâm. Hôm nay trong cái chuyên mục xe cũ thì hôm nay em sẽ đem đến cho mọi người một vài con xe cũ của công ty của em để thu về, để có thể bán cho các bác tài nào có nhu cầu muốn mua xe. Và đặc biệt hôm nay cái con xe em muốn nói tới chính là cái con xe Ben HD65. Con xe hổng gài cũng rất là nhiều các bác tài điện thoại em liên lạc với em để có thể tìm mua cho mình được một con xe đời thấp nhưng mà vẫn nội thất vẫn rất là ok, xe đẹp, zin đét, không bị chảy dầu chảy nhớt này kia, xe đảm bảo nguồn gốc. Thì đây sẽ là một trong những con xe mà các bác tài rất là thèm thuồng luôn, thật sự. Dòng xe Ben HD65 này bây giờ kiếm rất là khó nha các bác tài, toàn là muốn mua Ben và toàn là mua xe tàu không à. Rất khó được tìm mấy cái dòng xe của đồ hành lắp ráp như thế này. Đây là cái phần dàn đầu xe nè. Xe được công ty mua từ chủ về cho nên là hiện tại là xe đang đứng tên của công ty. Rất là đẹp luôn ha. Cái phần cản ở đây nó cũng hầu như là zin toàn tập luôn nè, không có một vấn đề nào là sức mẻ hay bất cứ vấn đề hết, biển Sài Gòn luôn đó. Cản ngon lành, có gì cái đèn là nó hơi bị nứt một xíu thôi, các bác tài về mua về có thể tự động thay thế nha. Còn ở trên đây thì đèn có hơi cũ một xíu, đời thấp mà đó. Còn ở đây thì là có những cái vết không đáng kể cho lắm, xe cũ mà. Nhưng mà nhìn chung về cái phần mặt ga lăng xe thì hoàn toàn là giữ chung một chút màu sơn, khá là hợp lý. Đây đó, đây là cái phần gương nè, gương cũng được làm rất là đẹp ha, ngon lành luôn. Bên đây cũng vậy, con này là 1,7 tấn, xác xe là 3 tấn, tổng tải là 4,995 tấn. Đó. Đây, chúng ta sẽ coi sơ qua về cái phần phía sau nha. Đó. HD65. Đây là cái phần bên trong xe nè. Đó, phu queo hết căng đét luôn. Ngon lành luôn. Ngon lành. Cái phần dàn chân nè. Đó. Lớp thì nó cũng khoảng tầm 70% rồi. Lớp 7 mâm 16. Là cái phần gai nè. Đó. Đây là tình trạng thực tế của con xe này nha các bác. Muốn đến xem xe trực tiếp thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0929 220 245. Đó. Đây là cái phần cản sau nè. Nó cũng có một cái ít lưỡi xét thôi. Mấy cái này thì về mình làm lại, mình thích không mấy thôi khỏi làm cũng được. Xe chạy ngoài chỗ vật liệu xây dựng mà, cũng không cần phải đạt được một cái độ đẹp quá đâu. Nhíp rất là nhiều luôn ha. Đây. Hiếm lắm mới kiếm được mấy con xe này nha các bác tài. Đây. Rồi, chúng ta sẽ coi qua về cái phần bên đây nha. Rồi, lốp trước. Kiểm tra kỹ về các phần lốp nè, lốp DRC. Lốp trước thì nó có vẻ là nó ít mòn, ít hao mòn hơn. Nó khoảng tầm 80 ở 80%. Đó. Đây là tình trạng thực tế của con xe, có sao là em quay về cho các bác tài nha. Còn lại thì zin đét ok thôi. Đổ dầu vô là chạy thôi chứ không gì hết. Đây. Bên trong nè. Đó. Tình trạng hiện tại của xe. Đây là mặt tấp lô
có sao là xài vậy nha. Đó, này keo này để mấy cái tàu lao đó, thì đó máy là cũng có máy lạnh rồi. Thế thôi đó, hộp số nè, ô đô con này hả, ô đô con này bao nhiêu, ô đô con này được 60.000 nha các bác. Đây đó, 60.000 2266 rồi. Xe ben HD65 tải là 1 tấn 7. Các bác tài nào mà muốn mua xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với em để coi xe nha. Giá cả con này thì cũng rẻ thôi, trên 300 triệu một xíu là có thể lấy được con xe này về. Thì liên hệ trực tiếp với em để nhận gì, để xem xe. Xe thì đang có mặt tại ngay dưới chân cầu vượt An Sương đó, để có thể coi xe trực tiếp và cũng như là xem xe rồi sẽ hai bên thương lượng giá cả ok hợp lý thì bán xe. Thế thôi nha, rồi chào các bác trai nha.